Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Hôm nay em có một ít cái kim bạch tuyết nhỏ này, với lại một ít phú quý này. Rất nhiều anh em hỏi, hôm trước em có mấy cái em bán hết sạch rồi. Hôm nay em có mấy kim nhỏ nhé, cả bạch tuyết nhỏ thì vừa tiền cho các bác sưu tầm. Các bác nào sưu tầm được cây nào các bác nhanh tay liên hệ với em nhé. Đầu tiên em đi vào lăng cánh trắng, phú quý, mũi trắng. Đấy. Trước em có mấy cái em đăng thì anh em chốt hết sạch rồi. Đây là kỳ số 1, kỳ số 1 là cắt khúc này. Rễ rất là đẹp, ngọn đang đi cả nhà nhé. Rễ rất khỏe. Kỳ số 1 em bán là 300k cho kỳ 5 cánh trắng phú quý, mũi trắng. Kỳ số 2 nó to hơn, rễ đi ấm trọng hơn cả nhà nhé. Kỳ số 2 này em bán là 400k. Kỳ số 3. Số 3 thì nó gồm được 1 kỳ đôi, 2 kỳ. Đấy, hai kỳ này thì em bán là 450k nhá, coi như con này là 200, con này 250. Đấy, cả cốc này là 450k cho chậu phú quý mũi trắng này. Tiếp theo là em có 5 cánh trắng bạch tuyết. Bạch tuyết thì có hôm nay em xuất ra 4 chậu. Chậu số 1 thì các bác nhìn nó là một cái 52 mầm nỡ đấy ạ. Đấy, dưới phía dưới này là nó vẫn còn con mẹ nó nhá, con mẹ nó vẫn còn mắt ngủ, nó đẻ ra cái mầm lỡ này. Cái mầm lỡ này nó đang đi rễ rồi và đang đẻ hai mầm gốc rất là đẹp. Đấy, một mầm gốc đang mở ngọn khá là to đẹp, hai mầm gốc. Chậu này thì em bán là 1.600k, 1.600k cả nhá, tính ra là có 800.000 một cái mầm gốc này thôi. Đấy, mà vẫn còn cả thân mẹ nữa, thân bà nó vẫn còn. 1.600k cho cái chậu bạch tuyết số 1. Chậu này các bác nhanh tay nhá, mở ngọn đang đi rất đẹp. Chậu số 2, chậu bạch tuyết số 2 này, chậu này thì cũng là kỳ mà em cắt khúc, nhưng mà em cũng mới xuống chậu, rễ đang bắt đầu đi. Chậu số 2 rễ đang bắt đầu xuống ở nhà nhá. Chậu số 2 này thì em bán là 2.000k cho chậu bạch tuyết số 2 này. Và các bác có thể sang chậu luôn cũng được nhá, 2.000k. Tiếp theo chậu số 3. Chậu số 3 rất là đẹp đó. Chậu số 3 thì đấy. Chậu số 3 thì rễ nó đang xuống rồi. Rễ nó đang xuống chậu các bác nhé. Đấy, chậu số 3 rất là đẹp, ngọn đang mở rất là to. Chậu số 3 này thì em xuất với giá là 2.500k. 2.500k cho chậu bạch tuyết số 3 này, rất đẹp. Và các bác sang chậu luôn cho em được nhé, vì rễ này nó cũng chưa có bám vào giá thể nhiều, nó đang đi thôi. Chậu số 4, bạch tuyết số 4, chậu này rất to đẹp cả nhà. Chậu này ngọn thì đang mở rất là phê. Đấy, ngọn đang ra rất nhiều lá cả nhà nhé, gốc to đùng. Đấy, gốc rễ đang đi rất là nhiều, hai mắt gốc to đùng luôn. Chậu này thì cũng khá là dài cả nhà, cây bạch tuyết này khá là dài. Chậu này thì em xuất với giá là 3.300k nhé. Chậu này nó dài cũng phải gần chục sen rồi. 3.300k cho chậu bạch tuyết này, rất là đẹp. Đấy. Tiếp theo em còn một cái chậu gái nhảy, hay còn gọi là hồng Hà Nội đấy, 52 thì cũng đi được hơn một gang tay rồi, ngọn đang mở rất là đẹp. Chậu này em bán là 200k cho chậu gái nhảy này, 200k. Em có một cái kia kẻ cánh bầu lá nhựa, con này thì rất là phê ở nhé, màu vàng chọe từ chân luôn. Con này là trước anh Văn Vũ Đăng anh có đấu giá ở trên Facebook. Đấy, nhưng mà anh tặng lại cho em bán để lấy tiền thêm vào làm hội lá kẻ. Rễ nó thì đang bắt đầu nó đâm rồi nhé. Đấy, đầu rễ đang bắt đầu đâm rồi. Con này nó hơi ít rễ một chút cho em bán rẻ nhá. Đấy, kỳ này đợt trước bán toàn khoảng tầm 600k thì cái kỳ này em bán là 480k cho bác là sưu tầm. Những kỳ này ngày trước nó toàn tiền triệu thôi. Rất là khỏe đẹp. Ok, em xin cảm ơn cả nhà. Các bác sưu tầm cái cây nào các bác liên hệ với em. Số điện thoại em là 0903 208 533. Em xin cảm ơn.